Khi đội vương miện, Tiên thấy mọi con đường đều rực rỡ ánh hào quang, nhưng có một câu hỏi vẫn luôn thôi thúc Tiên rẽ ngang. Đi tìm những câu chuyện vốn có thể bằng phẳng hoặc đã có những thành công. Mà nhân vật chính vẫn không ngừng nói, why not? Vô định, hoài nghi, dị nghị. Đó là những gì vợ chồng mình đã phải đối mặt khi quyết định mang cả tổ ấm lên một chuyến xe. Chọn ổn định vì gia đình hay chọn đam mê hết mình với nghiệp diễn? Lâm đã nghĩ phải từ bỏ một thứ. Đi theo tiếng sáo để làm nên sự nghiệp đối với người ngoài là liều lĩnh và ngược đời. Dù bà con bàn tán thì mẹ vẫn quyết phải gọt rũa thật nhiều giá trị cho trẻ. Từ cây sáo trúc mộc mạc đến ống hút tre thân thiện môi trường. Khó khăn vậy, nhưng nếu mỗi ngày đều được háo hức với thế giới như thể lần đầu, thì sao không cho con một tuổi thơ giàu tự do? Lâm luôn tự nhủ, why not? Đêm hãy cháy đam mê, sáng ngày tìm chất đốt. Để sống giàu cái tiếng cười của đồng nghiệp lẫn tiếng vỗ tay của khán giả. Khi ta nói why not, ta được sống là chính mình. Bốn trăm công trình giáo dục là góp sức nhỏ cùng nhà nước đưa 80.000 học sinh dân tộc thiểu số lên lớp. Với chung, why not là khi mình tham làm để các em được học tập vui chơi. Là phụ nữ, Celine được dạy hãy biết đủ. Nhưng nếu đủ với mình là mặt trăng, thì tại sao chỉ dừng trên đỉnh Everest? Ánh sáng từng làm mình sợ, ánh nhìn đám đông từng khiến mình thu mình. Nhưng tại sao không bước ra ánh sáng để thấy chính mình? Dấn thân, tò mò, đam mê, dẫn đầu, hoài bão, tự do. Why not?